Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Rồi, mấy người tưởng tôi không tìm được tới đó hả? Đừng có thường làm chi này. Đây là đâu vậy trời? Đau chân chết luôn. Nó bụng á. Ê, chào chị. Để tôi dọn cơm cho hai cậu nha. Dạ. Ủa mà Lâm Chi đâu? Lâm Chi đâu? Ủa vậy là nó chưa về nhà hả? Ủa đâu có. Em thấy Lâm Chi khoe với em là đi coi ca nhạc để gặp Sơn Tùng mà. Chứ Lâm Chi không đi với hai anh hả? Hồi chiều tôi cũng thấy nó đi theo hai cậu mà. Thôi chết rồi. Tôi với ông Chi là kiếm nó. Đi. Mới bay lớn à, mà ăn quịch rồi hả? Trong mình không có tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đánh con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quịch mà còn hỗn láo nữa hả? Làm chi? Làm chi? Làm chi? Con không có được chị nữa nha. Làm chi? Con á. Làm chi? Đi đâu vậy? Anh hai ơi, cái đồ đáng ghét này nè, dám quýnh vô tay em á. Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh hai, móc tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, để con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2.4 triệu. Cái gì? 2.4 triệu? Một mình nó mà ăn 2.4 triệu hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm được nữa. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo chi cho khổ vậy trời. Thôi, trốn em chi, cho vợ em khổ vậy trời. Nói nữa. Ê, cẩn thận cùi lửa, cẩn thận cùi lửa. Chào quý khách ạ, à, đây. Rửa nóng nha, cẩn thận. À, rồi. Dạ, chúc quý khách ngon miệng ạ. À. Dạ. Ê, nước sôi. Nước sôi. Em ơi, cho chị cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Khanh bàn số 5 thêm nước tương nha. Trời ơi, con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền, chứ đừng để nguội. Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Ngon em nha. Chị Bảy. Khách bàn số 5 còn nước tương nha. Nhỏ dễ thương quá chị ha. Dạ, tôi con xin lỗi. Tôi xin lỗi. Anh hai ơi, mình đi taxi về nha. Chân em đau quá.
Tiền anh trả nợ cho em hết rồi. Tiền không đi taxi, chỉ còn đi xe buýt thôi. Ôi, em không đi xe buýt đâu. Không đi thôi, đi bộ đi. Nguyên. Dạ. Đi đánh pizza với ba không? Dạ đi. Lâu rồi hai bà con mình không đánh pizza. Bà chấp còn 2 bi luôn. Mày nhớ nha, bà chấp còn 2 bi nha. Vì mày đừng lên thay đồ nha. Chi? Con đang làm gì vậy? Ba bất ngờ chưa? Con đang đánh giày cho ba. Con sẽ biến hóa cho đôi giày của ba bóng láng luôn. Làm chị à, ba cảm ơn con. Ba ơi ba, những điều ba dạy không những làm phát huy được sức mạnh tiềm năng của con, mà còn làm thay đổi được tất cả mọi người xung quanh con nữa. Giống như con được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Tất cả là nhờ vào những điều mà ba đã dạy cho con. Ba ơi, con yêu ba lắm. Sao đó con gái, mệt lắm hả? Phải làm chuyện này tới bao giờ nữa hả? Nhỏ nhỏ thôi. Ráng đi, ngoan nha. Làm tới khi nào mà mẹ kêu ngưng thì mới ngưng. Không thôi là một hồi mẹ không có cho thịt sườn nữa. Nha, cố lên. Gì thịt sườn, cố lên. Thường quá. Đó, tình thuốc nó là vậy đó. Chị cũng không biết nữa. Chị nhìn thấy cái đơn thuốc này nằm trong túi áo vest của anh Ngọc á. Nó là thuốc gì vậy em? Hả? Thuốc trầm cảm? Mọi người ơi, chỉ cần cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi. Mọi người làm ơn nha. Ba thấy vậy là đủ lắm rồi đó. Thấy kệ nó đi, trời, cứ bắt mọi người phải cứ giả bộ hoài. Ba à, ảnh đang điều trị trầm cảm đó. Ba ráng nhiều nhịn anh chút cho ảnh vui cũng được mà ba. Không tin phải không? Hồi nó coi cái bản nó tính giá đi, chưa thấy một cái thằng nào mà nó làm sai từ đầu đến cuối luôn. Chưa chửi là may lắm rồi. Ba làm ơn giùm con đi. Ráng một chút thôi, một chút thôi nha. Con cũng vậy nè. Con đánh giày cho ba cái tay con mỏi lắm rồi đó. Con không muốn làm lỡ lên này vố đâu. Thôi mà con gái ngoan. Mẹ chùi cho. Cố gắng lên đi nha. Ngoan. Cố lên đi mà. Dạ cô ơi. Vậy là con vẫn phải đánh tù tì thua chú nữa hả cô? Chính xác. Nè, nhưng mà con nhớ nha, con phải khéo, thiệt là khéo. Con không có được lộ nghe chưa? Chú biết đó. Dạ. Cô ơi. Hả? Con vẫn phải khen chú đẹp trai hả cô? Nhưng mà đẹp trai không đó thì thường quá. Con giả bộ, con sáng tạo hơn một chút đi. Con khen con nói là chú ơi sao mà chú hot boy quá. Chú ơi sao mà nhìn chú hấp dẫn quá. Con nhớ nghe chưa? Nha. Dạ. Ủa vậy là con phải đi chơi với ba hoài luôn hả mà? Con cố gắng lên đi nha. Ủa mọi người ráng gì vậy? Ô, ngọc trong đá của ba. Dạ, chào ba. Đâu có gì đâu ba. Giỡn thôi ba, đâu có gì phải không con? Giờ mình đi nha ba. Ừ. Ba ơi, ăn cơm xong con sẽ làm cho đôi giày của ba thật là đẹp luôn, loáng bóng luôn. Cảm ơn con gái, giỏi quá. Chú ơi, xíu nữa mình chơi ảnh tù tiền nha chú. Con đợi chú đánh pizza về đi. Chắc chắn con không thắng nổi chú đâu. Con sẽ tìm cách phục thù chú. Để coi. Chú ơi, lúc chú cười á, nhìn chú hấp dẫn như hấp bo vậy đó. Chú là bo già thì có. À, dạ ba ơi, ba kiểm tra lại bản báo giá con làm rồi đó. Ba coi có sai sót gì không nha ba. Oh yeah, yeah, oh, very nice. Dạ. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh. Yeah, đây là số 1. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu,
Không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có đôi thay, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Ai bận chuyện lên tinh, gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế kháng khích bên nhau. Dù lắm lúc con khinh vô tình nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh đang ngã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah, gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, 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 oh. Yeah. Gia đình là số một.